Pháp chân chánh của Phật là pháp gì? Pháp chân chánh là pháp diệt trừ tâm ngũ triền cái và bảy kiết sử. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại ngũ triền cái và thất kiết sử. Ngũ triền cái gồm có: 1. Tham triền cái, 2. Sân triền cái, 3. Si triền cái, 4. Mạn triền cái, 5. Nghi triền cái, 7. Kiết sử gồm có: 1. Ái kiết sử, 2. Sân kiết sử, 3. Kiến kiết sử, 4. Nghi kiết sử, 5. Mạn kiết sử, 6. Hữu tham kiết sử, 7. Vô minh kiết sử. Người ở thế gian tâm họ thường sống với tâm ngũ triền cái và thất kiết sử, vì thế họ sống trái ngược lại Phật giáo. Cho nên pháp của Phật giáo thì nhắm vào ngũ triền cái và thất kiết sử tiêu diệt chúng. Bởi vậy pháp của Phật giáo hoàn toàn đi ngược lại pháp thế gian. Khi đi ngược lại như vậy thì khó cho người thế gian chấp nhận và tu tập được, nên Đức Phật dạy, chánh pháp ta vừa chứng được thật là sâu xa vi diệu, nếu vì chúng sanh mà thuyết giảng, chắc chắn họ không hiểu nổi, còn sanh tâm hủy báng nữa là khác. Nếu vì chúng sanh dâm, nộ, si mà thuyết pháp, tất nhiên họ không thừa hành, quả thật là luống công vô ích, pháp vi diệu này tương phản với pháp thế gian. Chúng sanh bị dục nhiễm, ngu si che lấp nên không tin hiểu nổi. Trường A Hàm tập 1 trang 69. Đúng vậy, trải qua hơn 2.500 năm mà chẳng thấy ai tu chứng như Phật. Thật là pháp đi ngược pháp thế gian nên khó ai tu được giải thoát hoàn toàn. Đến thời đại chúng ta hiện giờ mới có một người làm chủ được sinh, già, bệnh, chết, và người ấy ra công dựng lại giáo pháp ấy để người nào hữu duyên cùng tiếp vòng tay, để làm sống lại nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo, thì đó là đem lại hạnh phúc an vui cho loài người. Nhưng khó thay, trong cuộc đời tìm cho ra được một người có quyết tâm, có ý chí dũng mãnh, gan dạ, xem sự sống chết nhẹ tựa lông hồng thì mới tu tập chứng đạo. Giải thoát ai cũng muốn tu mà lại sợ khổ, giải thoát ai cũng muốn tu mà đời không muốn bỏ. Cho nên tìm một người tu tập vì mọi người, vì Phật Pháp thì khó tìm quá. Trên hành tinh hiện nay có hàng tỷ tỷ con người, mà tìm cho ra một con người thật là khó vô cùng. Nhiều khi thầy muốn vào niết bàn cho xong, nhưng không nỡ tâm, nên đành phải nán ở lại một đôi ngày mà thôi. Trích 12 cửa vào đạo trưởng lão Thích Thông Lạc.